Bài này chúng ta sẽ làm một cái piston kiểu như vậy ha, có nghĩa là có cái bản lề mở ra và chúng ta sẽ có cái piston nó giống như thủy lực vậy đó, như thế này trên blender. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ mở blender lên. Ở đây tôi đã có chuẩn bị sẵn ha, ở đây là những cái file bình thường thôi, những cái này là những cái bình thường thôi, ví dụ vậy, những cái đối tượng bình thường. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn xương vào, để cho nó theo cái trục của nó ha. Ở đây chúng ta sẽ gắn xương vào đây. Như vậy thì để gắn xương vào thì chúng ta vào đây, chúng ta chọn cái amateur. Ở đây chúng ta sẽ có cái xương như thế này. Chúng ta sẽ cho cái xương này nó nhỏ lại. Thì muốn cho nó nhỏ mà nó không bị lật như thế này thì chúng ta nhấn shift thì nó sẽ nhỏ tiếp, theo đúng hướng của nó ha. Rồi ok, như vậy tôi sẽ lật nó qua bên đây, chúng ta cho nó qua bên đây. Như vậy ở đây mình sẽ cho nó là trừ 90 độ. Rồi, ok. Rồi như vậy thì cái xương á, khi mà nó nằm ở trong một cái thịt như vậy nè thì nó sẽ bị lắp ở bên trong. Như vậy thì muốn cho cái xương nó nổi lên thì chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta bấm chữ in front. Như vậy thì cái xương này nó dù nó nằm bên trong đi nữa thì nó vẫn nổi ra bên ngoài để mình có thể thấy được ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ cho cái xương nó kéo lên đây và cho cái đầu nó nằm ngay chỗ này, là chỗ này sẽ là cái khớp vặn này, cái bản lề này, ở đây sẽ là cái bản lề. Rồi để tạo thêm cái xương ở ngay chỗ này thì chúng ta vào cái edit mode của cái bone này, cái xương này, vào cái edit mode ha. Chúng ta chọn cái mí này, mình có thể chọn hết hoặc là mình chọn cái đầu, chọn cái đầu này thì chúng ta nhấn E là extrude á, là chúng ta có một cái xương khác mà nó liền với cái xương đó. Xương này là con với cái xương này ha. Như vậy thì để cho nó thẳng lên trên chúng ta nhấn Z. Như vậy chúng ta đã có cái xương này rồi. Rồi ok, như vậy thì ở đây nếu mà trường hợp mà mình vào cái boss mode mình di chuyển là mình sẽ thấy được rằng là cái xương nó di chuyển ha. Đây, di chuyển quanh cái trục này. Cái này cũng vậy, chúng ta sẽ thấy được rằng là nếu mà di chuyển thì nó sẽ di chuyển cái xương con ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn cái xương ở trên này, như vậy thì cái xương trên này á, thì nó sẽ rời ra, nó sẽ không có dính với cái xương này trong cái edit mode này. Mình chọn cái một cái xương ha, mình chọn cái xương này, nhấn shift D và chúng ta có cái ngay chỗ này đây, tôi đặt ngay vị trí này, đây sẽ là một cái trục tiếp. Rồi chúng ta sẽ xoay nó xuống thì chúng ta nhấn ở đây nè, ngay chỗ này nè, chúng ta di chuyển nó và nhấn chữ G. Những chữ G đó là cái move tool á, chúng ta có thể đi xuống đây, chúng ta chờ nó vị trí này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển nó tiếp, chúng ta nhấn shift D nè, chúng ta có một cái nằm ở đây ha. Nằm ở đây vị trí này. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhấn chữ G, chúng ta chuyển cái này qua đây đó. Như vậy thì ta sẽ có bốn cái xương, hai cái xương này thì nó sẽ quan hệ của nó sẽ là cha con phá hệ, còn hai cái xương này nó sẽ là vẫn là cái phần của cái piston này, thủy lực này. Rồi như vậy thì ở đây nè, khi chúng ta di chuyển, tôi vào cái boss mode tôi di chuyển nè, khi chúng ta di chuyển chúng ta thấy là nó rời rạc với nhau, nó không có dính dáng gì với nhau hết. Rồi như vậy thì tôi sẽ gắn thịt vô, rồi để gắn thịt vào á, ví dụ cái thanh này nè, là nó sẽ cái xương này là của cái thanh này. Như vậy thì chúng ta nhấn cái thanh này và chúng ta nhấn giữ shift, chúng ta click vào cái xương này, chúng ta vào cái boss mode để chúng ta gắn quan hệ cha con. Như vậy thì cái xương là cha, cái thịt bên ngoài là con ha. Như vậy chúng ta phải click cho nó rõ ha. Ví dụ chúng ta click ở đây thì chúng ta nhấn shift, chúng ta click ở đây thì cái này sẽ là cái chọn sao nè, cái này sẽ là cha. Bấm vào cái boss, chúng ta vào cái parent, chúng ta chọn là bone đó.
Thì như vậy thì ở đây lúc bây giờ chúng ta xoay nó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cha đi đâu con sẽ theo đó ha. Cha đi đâu con sẽ theo đó. Rồi tương tự như thế mình cũng sẽ gắn quan hệ cho cái xương này với lại cái thịt này cũng là cha con luôn. Chúng ta vào cái boss nè, rồi nhớ là click cái này một lần nữa ha. Rồi chúng ta sẽ cho nó quan hệ cha con. Rồi chúng ta vào object mode, chúng ta chọn cái này với lại cái xương này. Đó, cái xương này đi đâu thì cái này sẽ theo đó. Như vậy thì cái xương này, cái này cái thịt, cái này là cái xương. Mình vào cái boss mode, rồi mình bấm chọn nó một cái nữa. Đó, như vậy thì cái xương này nó sẽ ảnh hưởng cái thịt này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái parent, chúng ta chọn cái bond. Đó. Rồi tương tự chúng ta vào cái object mode, chúng ta chọn cái xương này, cái thịt này ha, với lại cái xương này. Rồi chúng ta vào cái boss mode để chúng ta cho nó quan hệ cái cha con ngay chỗ này. Rồi ở đây chúng ta chọn đây, chúng ta chọn cái bond. Ok. Rồi như vậy thì ở đây khi mà chúng ta trong cái boss mode chúng ta di chuyển này, nó sẽ di chuyển theo cái thịt này ha. Ở đây chúng ta di chuyển theo cái thịt này. Rồi ở đây chúng ta di chuyển là nó sẽ di chuyển theo hai cái thịt, tại vì này là con nè ha. Sẽ đi theo. Rồi chúng ta di chuyển cái này thì cái này nó sẽ, cái thịt của nó sẽ đi theo, còn cái này nó giữ nguyên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn cái này cho nó giữ với lại cái thanh này ha. Nó có di chuyển đi nữa thì nó cũng không có tách rời ra. Như đây nè, nó có di chuyển lại, nó không tách rời ra. Như vậy thì mình vào cái Edit Mode, rồi mình chọn cái xương này. Cái xương này là con, mình lift ship, mình chọn cái xương này. Như vậy cái xương này sẽ là cha, mình cho nó quan hệ cha con. Mình vào cái Amateur này, chúng ta chọn cái Parent, chúng ta chọn cái Max, và chúng ta chọn cái Keep Offset. Rồi sau khi Keep Offset rồi á, là có nghĩa là anh này anh đi đâu anh kia cũng sẽ theo đó, ví dụ vậy. Đấy thôi. Rồi tương tự như vậy chúng ta cũng Keep Offset cái anh này ha. Keep Offset anh này, nhưng mà anh này sau khi đã Keep Offset rồi thì anh này sẽ không cần phải Keep Offset nữa. Ở đây chúng ta sẽ thấy nè, khi chúng ta chọn anh này vào cái chúng ta vào cái Edit Mode ha, vào Object nè, chúng ta chọn cái phần này, rồi chúng ta chọn cái Edit Mode. Rồi ok, rồi chúng ta chọn anh này và chúng ta chọn cái anh này. Rồi chúng ta cho cái Amateur này, chúng ta cắt Parent, chúng ta Max thì nó không còn cái Offset nữa. Rồi ok, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái này, cho dù nó có di chuyển đi nữa nó cũng phải nhìn cái này ha. Ở đây chúng ta vào cái boss mode, chúng ta thấy nè, nếu mà chọn cái này nè, chúng ta xoay nè, bây giờ nó di chuyển nó đâu có nhìn đâu, di chuyển nó nhìn lên trên nè, không có nhìn anh này ha. Như vậy chúng ta sẽ cho nó di chuyển đâu cũng phải nhìn anh kia hết. Như vậy là ở đây chúng ta sẽ chọn cái xương này, rồi chúng ta vào cái constraint. Bây giờ tôi cho cái xương này nó nhìn cái xương này, nhưng mà tôi đâu biết xương này tên gì đâu. Chúng ta muốn cho nó hiện cái tên lên thì chúng ta bấm trong cái phần này nè, trong cái object data này chúng ta bấm vào cái name để cho nó hiện cái tên lên. Như vậy cái này là bond 002, cái này là bond 003, cái này là bond 001 ha. Chúng ta chọn cái này xong chúng ta vào cái bond constraints, bấm vào đây, chúng ta add constraint nó, chúng ta track to nó. Rồi như vậy ở đây chúng ta sẽ track to cho nó, thấy nó màu xanh rồi ha, track to nó với cái xương này. Như vậy chúng ta bấm vào đây, chúng ta cho nó track to với cái xương 2. Đó ha. Thì khi nó track to với xương 2 nó ngó lên trên như vậy, thì chúng ta đổi cái trục của nó. Ví dụ đây, đây, đó là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta ngay cái boss mode này, chúng ta xoay thử cái này, chúng ta sẽ thấy nó luôn luôn nó ngó cái anh chàng này nè, nó có nghe, nó cũng ngó nè, thấy không? Nó cũng ngó theo nè, đó thấy chưa? Rồi, ok. Như vậy thì bây giờ tới phiên cái xương này, tới phiên cái xương này đó, chúng ta sẽ chọn cái xương này,
Rồi chúng ta sẽ cho nó là cái bone constraints. Đây, bone constraints. Chúng ta bấm vào cái add bone constraints, chúng ta track tool. Rồi đây chúng ta sẽ cho nó nhó cái xương 003, click vào đây. Ở ngay này chúng ta chọn 003 ha. Khi click vào nó chỉ nhận ra xương thôi. Đó, ở đây chúng ta cho nó X và Y. Track acid là Y, còn up là X. Rồi, như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó thử xoay. Và như vậy thì lúc này nó sẽ nhìn nhau. Vậy thì nó sẽ nhìn nhau. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ add cái chuyển động. Tôi lấy ví dụ như ở đây, chúng ta có cái chuyển động ban đầu như thế này. Chúng ta sẽ cho cái này là, chúng ta bấm chữ Y để chúng ta add một cái keyframe. Keyframe này là location rotation. Bấm vào đây. Rồi, cho tới ngay chỗ 100 đi. Cho tới 100 đi. Đây, là chúng ta xoay cái anh này. Cho anh này xoay ra. Xoay ở mức độ nào để đừng có lòi cái thân bên trong ra. Ví dụ thấy như thế này. Đó, nó hơi lòi rồi đó. Bắt đầu, đây, giữ lại, đây. Rồi, ok. Như vậy thì đây mình sẽ có một cái keyframe ngay chỗ này. Bấm chữ Y. Chúng ta cho location rotation. Như vậy thì tới đây nó sẽ chạy này. Chúng ta tới đây phần này chạy ha. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta sẽ cho nó quay trở lại 100, 200 quay trở lại. Như vậy thì đây tôi sẽ chọn cái keyframe này. Chúng ta double click nó lên. Rồi chúng ta kéo nó qua đây 200, đây cái chỗ này. Đó. Như vậy thì nó sẽ giãn ra và nó co lại ha. Nhấn spacebar này, giãn ra. Rồi sau đó nó co lại.